Rồi, em chào các bác. Hôm nay em vẫn bán hàng theo hình thức là lấy từ 200.000 là bao ship các bạn. Hôm nay em bán ít kiếm xanh Huế láng. Giới thiệu các bác, đây là một chậu xanh Huế láng, có cái này có 1 2 3 4 5 lá, còn cái này là 2 4 5 lá, nhưng ở cái lõ nó bị tụt rồi. Và một cái thân già khá là dài. Đấy, đuôi từ thân già lên các bác. Đây các bác này, những cái hình ảnh một của xanh Huế bao giờ nó cũng cầu vồng rồi này. Đấy, nó lõm ở cái phần giữa này, lá nó vát kiểu này. Chứ lá nếu lá nó đầu tù bằng thì không phải đâu các bác. Cái toàn bộ cái thân của xanh Huế thì bao giờ nó cũng có những cái gân kheo kheo này. Đấy, gân xanh. Đấy, nó sẽ tất cả đều lõm, gọi là úp thìa. Đây, cái này lá của nó được khoảng 4. Lá này là 4, gần 4. Đây em đo bằng là gần 4 rồi. Còn nếu mà dính cả cái, nếu mà đèn đây này là 4. Đấy, cái này em bán với giá là hai thân này là 7 triệu. Đấy. Rồi em sẽ nuôi thân già cũng được. Còn bác nào là nếu mà lấy thân già là 3 triệu các bác nhá. Đấy, em tách ra làm hai. Đơn già này là 3 triệu thôi, 2 4 5 lá. Còn đơn tơ này thì khỏe có 7 triệu rồi các bác. Đấy. Đấy, tách được rồi. Đấy. Hoàn toàn có thể tách nhân giống được rồi. Các bạn lấy cả chậu thì sẽ rẻ hơn. Cái thứ hai nữa là cây trắng điện biên này. Trắng điện biên là một cây rất là to. Thân của nó cứng, nó ít khi nó võng được lá xuống, nó cứng lắm. Đấy. Điện biên này em bán với giá là 800 một thân. Đấy, 800 một thân các bác nhé. Đây là dòng lô hội, đẻ nó cũng không đẻ khỏe lắm đâu. So với Điện Biên thì Minh Tuyết thì cũng là ở Điện Biên, nhưng mà đẻ nó rất là khá là kém. Đấy, đẻ nó khá là kém. Tuy nhiên được cái thân thủ nó cứng và đanh, đẹp. Đấy, một thân tơ là 800. Chí Sần. Chí Sần. Bác nào lấy một cái tơ tít nhỏ nhỏ này em bán 1 triệu. Đấy. Nếu các bác lấy cái thân tơ nhỏ này, nó chỉ cao khoảng 25 phân thôi. Có đủ lá rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá. Cả lá giữa này 6 lá. Đấy, thân này chỉ có 1 triệu thôi. Đấy, em sẽ tách riêng. Đấy, 1 triệu thôi các bác nhé. Đấy, chỉ một thân 1 triệu. Còn các bác lấy thân to hơn, cao hơn 30 phân như này thì là 1,5 triệu. Đấy, còn nếu mà lấy cả hai là 3 triệu. Đấy là Chí Sần. Còn Huế láng đây. Đấy, đây chậu láng này. Nếu mà các bác lấy một thân thì là 5 triệu. Cái này là lá được 4 phân. Đấy, 5 triệu một thân. Tầm này chúng em ấm áp mưa xuân, em đã bắt đầu chuẩn bị tách cây rồi các bạn. Còn đây là vị hoàng tơ này. Huế sân. Em còn một thân tơ này thì 900 các bác nhé. Đấy, 900 cho thân tơ này. Thân Huế sân tơ này. Cây đang rất là lực. 900 thôi các bạn. Em trồng vào. Đây có Huế sần nhưng đây có một thân già này. Đấy, con nào lấy thân già này cũng 900 này. Thân già này còn 2, 4, 6, 7 lá cơ. Thân già này chưa khai thác mắt nào. Nguyên 7 lá 900. Thân già và thân trẻ. Minh Tuyết thì nó đẻ kém hơn, là đẻ khỏe lắm các bạn. Đấy, Minh Tuyết thì một mẹ một con này, bác nào lấy thì em lấy 500 thôi. 500 một mẹ con Minh Tuyết. Đấy, con hôm nay em quyết định bán cái chậu hồng mỹ nhân này, à đâu, hồng yên thủy này với giá 5 triệu này. Đấy, hồng. Cái này 14 phân. 12 14 phân. Đo lại phát xem. Đo lại, đo hơi khó tí nhưng mà. Ồ, 12 phân các bạn. 10 11 12 phân. 12 phân. 5 triệu. Đấy. Hàng của em bao giờ em cũng kẹp tem vào chậu các bác nhé, để cho nó đảm bảo an toàn đi đường mà để bảo hành cho các bác luôn. Hầu như kể cả cây Phú Thọ em cũng kẹp vào. Đấy, còn hàng kiếm gieo hạt thì 50.000 một cây các bác nhé. Xanh Huế gieo hạt với Phan Chí gieo hạt đều 50.000 một cây. Còn các loại vật tư vỏ thông em vẫn có nhé.
À em còn con dao chặt xương này. À, thôi em thanh lý 150 các bác. 150 dao chặt xương này. Phổ thông số 1 là 12, số 2 là 16 và số 3 là 18. Cùng các loại chậu. Chậu thì em nhiều, em cũng đang nhiều. Bên này là Gromo 20 đều là 30.000. N3M là 25. Keo liền sẹo 45. Đây là bộ tứ phân cao Úc này. Là 100, 4 lọ. Humic này, Humic của Gromo này là 120. Ami Green là 45, Super Thai là 80. Huy xanh, huy đỏ. Có hết. Còn đây là các loại phân như là phân Hàn Quốc là 120 này, phân trắng Nhật là 220. Và phân xanh Mỹ là 160 các bác nhá. Đấy, còn bên trong này là lưới đài. Rêu sâu. Rêu sâu 40.000 lạng các bác. Rêu sâu. Lưới đài đây khổ 2m là 30.000. Khổ 3m là 45.000 và 4m là 55.000. Còn lưới thái thì đây là khổ xem nào. Khổ 2m này là 18.000m lưới thái này. Nhưng mà cuộn này 100m. Rồi em cảm ơn các bác.